Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài thế. Giờ bạn nhà mình sẽ đi vào chi tiết tông màu đấy, xem này. Có đặt đâu? Bây giờ em thì cái quần hay cái áo anh Quyết vừa à, anh Công vừa đặt đấy thì có phải chuyển khoản không? Chuyển hết. Đã đặt là chủ ăn. Thế thì sao tí nữa nó ship về thì vẫn như thế. Cái đấy. Thế sao đừng để nó cho ship về? Cái mẹ nó không ship, nó quyệt mẹ vì mất tiền như thế thôi. Thì anh Công vẫn đang trong tình trạng này đấy, làm gì? Nó à, mày có đặt ở đấy đâu, anh đặt trên TikTok hả? Và ai cái chữ bây giờ mình sẽ TikTok cho mọi người. Trên TikTok thì trai kia lấy tiền không khoản. Thấy đặt trên đấy, thấy đặt giá nhưng mà mạnh nó bắt tính toán trước là chị. Để TikTok vui. Sao giờ Shopee nó lại làm ăn đi thế nhỉ? Gì vậy? Ui dồi. Em cộng này là 278. Thế áp mã hoặc như không rồi. Rồi. Thế là nay anh chỉ áp mã free ship rồi à? Đấy, chưa. Áp vào vẫn thế. Ui, áp vào vẫn thế. Chị, tập nghe đi to không? Vẫn tỉnh ai không? Còn áp mùa luôn, trời bó. Giờ là đặt hàng như đi to nhỉ? Nghe shop mua nó nhanh. Tiền. Không là giải lên mà mua. Lên shop thẳng nó tiền lắm. Nhưng phải nó ấy, thì đấy mà khám phá phải nó ấy. Thôi phải chờ đợi, mua là mua luôn. Lên thẳng shop nhiều tiền lắm. Ôi bây giờ thì bị tiếc. Cái gì? Thử mua một bộ chưa nhé? Thử mua một bộ chưa nhé? Mua một bộ nó thanh toán. Chỉ có thanh toán luôn. Thôi. Sao em đưa tiền cho anh? Đây. Chuyển tiền vào đây, có tiền tài khoản đâu. Vãi chưởng, vãi không có tiền tài khoản.
Như vậy chuyện mình thích vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tâm hồn như vậy. Mình ơi. Nè, làm trước đi. Bây giờ có tiền để phá cho mình dạng. Đổi ai tiền? Đổi ai tiền thì lên kia mà đổ đi. Về đi kia lên kia mà đổ đi. Đấy, ấy đi. Chứ ai chịu anh có tiền đâu mà đổ đi. Vãi cả nho à. Thế thôi mai em mượn máy em lên TikTok em xem. Có gì hay em mua. Ok chứ. Thank you.
Như vậy sẽ cùng mình đến đây kết thúc các bạn.